Thưa quý vị và các bạn, còn một tháng nữa là đến mùa Giáng sinh. Thì hôm nay kênh Sắc Màu Chợ Việt sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn tình hình sửa chữa nhà thờ Đức Bà, nhà thờ chính của Sài Gòn năm 2022. Như quý vị và các bạn đã thấy thì trước mặt quý vị và các bạn đó là cái mặt chính diện của nhà thờ, hiện đang còn lắp dàn giáo để trùng tu các cái mái và những viên gạch cũ xưa. Đây là bảng thông báo các ngày lễ trong tuần của nhà thờ. Hôm nay là ngày 25 tháng 11, thì phía trước nhà thờ thì các công nhân đang làm các công việc là tưới cây rồi chăm sóc các cây kiểng, vườn kiểng phía trước nhà thờ. Những ngày tháng cuối tháng 11 thì dòng xe, dòng người đang đổ về trung tâm rất là đông đúc. Hôm nay là mình thấy hôm nay cuối tuần thứ sáu mà mình thấy xe cộ và người nó đông đúc hơn mọi ngày nha. Thứ sáu. Phía bên bưu điện thành phố thì rất nhiều loại xe đang đậu ở bên này để vào tham quan và chụp hình ở nhà thờ Đức, nhà thờ và bưu điện thành phố. Phía trước nhà thờ thì vườn hoa xuân rất là đẹp. Cái lối đi bộ từ bên nhà thờ đi qua bên bưu điện thành phố vừa mới được sơn màu đỏ kẽ trắng. Đây là bưu điện thành phố. Từ phía bưu điện thành phố nhìn qua nhà thờ, hiện tại thì chúng ta có thể thấy là nhà thờ Đức Bà đã được làm lại phần sau, mái ngói rất là mới. Một cái thùng thư trước bưu điện thành phố. Công nhân đang chăm sóc vườn hoa ở ven bên hông nhà thờ Đức Bà.
đây là cái mặt sau của nhà thờ Đức Bà phía bên đường Lê Dũng nha quý vị các bạn. Hiện tại thì cũng đang làm dàn giáo để trùng tu lại mấy cái chốt trục giác của cái tòa nhà nhà thờ. Đây là cái giao lộ giữa đường Phạm Ngọc Thạch, Lê Dũng. Tòa nhà Diamond Plaza, hồi xưa là gara của xe Renault. Có một điều thú vị ở xung quanh khu vực nhà thờ Đức Bà là mỗi buổi sáng và buổi tối là các bạn trẻ đã ra đây ngồi uống cà phê bệt. Đó, nguyên con đường phía trước trường Hòa Bình. Vỉa hè rộng, ngồi uống cà phê bệt. Rất là thảnh thơi luôn. Chim bồ câu trước nhà thờ Đức Bà. Thank you.
Đây là những chiếc xe là mình chỉ thuê trên cái app thôi. Đó, mình tải app về, mình quét mã này để mình thuê xe nha. App này kết nối giao thông. Nhìn nhà thờ Đức Bà phía bên trường Hòa Bình nha quý vị các bạn. Khách tham quan cần lưu ý là hai bên hông cái quảng trường công xã Paris phía trước của tượng Đức Mẹ thì không được đậu xe. Cho nên nếu mà quý vị nào lỡ đậu xe thì mình cứ tạm dừng thôi nha, không có đậu lâu thì bị cảnh sát giao thông đến phạt. Trước nhà thờ Đức Bà thì có cái lối dành cho người đi bộ, lối màu đỏ ưu tiên dành cho người đi bộ, nên qua đường đúng nơi quy định nha quý vị các bạn. Nay trời Sài Gòn nắng trở lại sau 3 ngày mưa liên tiếp. Và đây là khung cảnh xung quanh phía quảng trường công xã Paris, phía trước nhà thờ Đức Bà. Sáng nay lượng xe đổ về trung tâm đông khủng khiếp. Có lẽ mọi người về trung tâm Vincom hoặc là Takashimaya để mua sắm dịp Giáng sinh năm mới. Đó, clip cập nhật về nhà thờ Đức Bà nhân dịp Giáng sinh 2022 của kênh Sắc Màu Chợ Việt đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn. Các bạn nếu thấy hay thì vui lòng bấm subscribe kênh và cho xin một like nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn rất là nhiều.